tiểu sử biên tập viên Linh Thủy, đời tư ít biết của nữ MC biên tập viên trẻ nhất quay trở lại dẫn bản tin thời sự VTV1. Biên tập viên 9X Linh Thủy từng được giải nhì văn quốc gia, thủ khoa Đại học Ngoại thương, đã từ bỏ cơ hội đi du học để gắn bó với công việc truyền hình nhiều áp lực. Sự xuất hiện trở lại của biên tập viên 9X Linh Thủy trên bản tin thời sự VTV1 lúc 19 giờ ngày 29 tháng 10 sau 1 năm rưỡi vắng bóng khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Linh Thủy từng là biên tập viên trẻ nhất thời sự 19 giờ thời điểm đầu năm 2020 khi mà cô đảm nhiệm vị trí dẫn bản tin này. Gây ấn tượng với lối dẫn lưu loát cùng với nét mặt tự nhiên, phong cách điềm đạm, nữ MC sinh năm 1992 đã bất ngờ chia tay bản tin chỉ sau 4 tháng. Bắt đầu dẫn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tháng 4 cùng năm, Linh Thủy đã được sự phân công đảm nhiệm vai trò tổ chức sản xuất và dẫn vấn đề hôm nay, chương trình bình luận các vấn đề trong ngày trên sóng VTV1. Cùng với đó, cô còn đảm nhiệm vai trò phóng viên kinh tế, tham gia tổ chức sản xuất các chương trình liên quan đến hải quan, thuế. Trong thời gian này, Linh Thủy đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Ngoại thương, nơi mà cô theo học trước đây. Sau 1.5 năm chia tay với bản tin, Linh Thủy vẫn dẫn lưu loát với phong cách quen thuộc. Theo chia sẻ của Linh Thủy trên Vietnamnet, cô bắt đầu về đài vào năm 2014 sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Sau đó, các công việc chính là phóng viên kinh tế, theo dõi lĩnh vực tài chính ngân hàng, tổ chức sản xuất các chương trình quốc gia khởi nghiệp, khuyến công, nhịp sống đô thị và biên tập tin bài hàng ngày. Tại đây, cô đã được học hỏi và tích lũy được nhiều từ những công việc này. Riêng về công việc dẫn, bản tin đầu tiên được phân công là Chào buổi sáng bông lúa vào đầu năm 2015, sau đó là bản tin Studio 3 và bản tin quốc tế hàng ngày Thế giới hôm nay. Tiếp đó mới là Chào buổi sáng và bây giờ là thời sự 19 giờ. Linh Thủy luôn nghĩ mình may mắn khi mà được rèn luyện ở nhiều bản tin với từng yêu cầu đặc thù. Linh Thủy chia sẻ, thời điểm sắp ra trường, khi mà đứng giữa lựa chọn xin học bổng du học hay tiếp tục tìm cơ hội tại Việt Nam, thì khi đó có thông tin ban thời sự tuyển dụng. Cô đã quyết định từ bỏ du học để thi và trúng tuyển rồi gắn bó đến bây giờ. Đến giờ, tôi vẫn chưa có sự thay đổi nào trong suy nghĩ về công việc này. Áp lực thời sự rất lớn, những người làm thời sự vất vả. Nhưng tôi thấy chịu được áp lực chính là một tố chất đặc trưng của những anh chị làm thời sự lâu năm. Hơn nữa, bản thân mình còn trẻ, áp lực chắc không phải điều gì quá đáng ngại. Linh Thủy tâm sự, khi mới bắt đầu dẫn thời sự VTV1 vào đầu năm 2020, luôn chỉnh chu khi lên sóng với trang phục áo dài hoặc mặc vest nhiều màu. Ngoài đời, Linh Thủy lột xác với những trang phục nữ tính và trang điểm cuốn hút. Nữ MC sinh năm 1992 cũng thường xuyên tạo dáng trong nhiều bộ ảnh của vài thương hiệu, không khác gì những người mẫu chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.